À, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với quá trình mà người kết nối cùng với mẹ của bạn Phúc Yellow trò chuyện trong suốt cái quãng đường đi. Cá nhân của mọi người thấy như thế nào khi mà việc đặt nghệ danh cho con? Thường là bố mẹ khi đặt tên cho con cũng đã mong muốn là cái tên nó có Phúc rồi. Ví dụ như là bạn Phúc là muốn đặt tên là muốn là Phúc, đặt đề là Phúc Yellow, có nghĩa là chói sáng. Theo như cảm nhận của chị, đây là một người mẹ, mặc dù ở dưới quê Cà Mau, mình gọi là quê đúng không, vùng cuối cùng của đất nước, mặc dù cuộc sống trải qua của gia đình nó là rất khó khăn, nhưng mà bà mẹ có những suy nghĩ rất là tiến bộ và rất là văn minh. Tự nhiên mình làm sao cho con mình nó ở thành phố muôn vào muôn màu muôn vẻ biết bao nhiêu người để mà nó có một cái dấu ấn, thì phải đặt cái nghệ danh đúng không. Rồi tự nhiên là nghĩ là con thích màu vàng hay không, thì có nghĩa là cái suy nghĩ của người mẹ này đúng là đáng ngưỡng mộ ha. Chứ thường nghệ danh nghệ đồ là phải những người gì họ thấy này kia lắm chứ. Tại em lại thấy là mặc dù cô có thể là không có kinh nghiệm về làm sản xuất, nhưng mà cô biết là con của mình cần một hình ảnh đóng dấu trong lòng khán giả. Thì bây giờ màu vàng, bây giờ Phúc không cần phải quá đầu tư vào trang phục, miễn là lúc nào xuất hiện cũng vàng hết, thì bây giờ mọi người sẽ nhắc tới Phúc là nhớ liền cái bạn mà diễn viên mà mặc toàn màu vàng. Tức là cô muốn cho các bạn có một cái định dạng, cái hình ảnh của mình. Nhưng mà cái quan trọng đối với người diễn viên không phải là cái nick, mà là cái khả năng diễn xuất. Đấy. Thật sự cảm thấy bạn có tài năng. Cái tài năng của bạn á không gọi là cái tài năng của một thiên tài bẩm sinh. Có những người á phát ngôn ra một câu mình đã thấy hài hước rồi. Em thấy cái tài năng ở đây là cái ở cái sự cần cù, chăm chỉ tập luyện và rất đam mê. Bạn giống em không phải là một người tài năng sẵn có, mà em cũng phải cần trải qua cái quá trình rèn luyện rất là nhiều. Đó cũng là một cách để cho một diễn viên trẻ có thể chạm tay đến được với thành công. Bởi vì đối với cái nghề này á, thì theo như chị là nó có ba cái yếu tố để chúng ta có thể được tỏa sáng. Một là chúng ta thật sự là thiên tài, khi một cái vai diễn đó là bắt buộc chỉ có người đó mới có thể chuyển tải nổi, thì bắt buộc người ta phải mời cái nhân vật đó thì người ta sẽ tỏa sáng. Thứ hai là người đó có một cái cơ duyên sẽ tỏa sáng. Còn cái thứ ba đó là cái sự tỏa sáng đi lên bằng cái sự cần cù. Đó là có công mài sắt có ngày nên kim đó. Thì bạn Phúc đang chọn theo con đường đó, cũng là một trong những con đường mà có thể chạm tay đến được với thành công. Còn với Lê Lộc thì anh muốn hỏi là em nghĩ xem là cái cuộc nói chuyện của mẹ Phúc và Phúc khi gặp nhau, họ sẽ chia sẻ điều gì và cái không gian, cái bối cảnh nó sẽ ra sao? Đoán nữa là con chơi trò đoán chữ cái đó. Bối cảnh đi, mình nói cái bối cảnh đi. Sân khấu là lúc đó là giải lao sau hay là cái cuộc biểu diễn sau đêm diễn? Em nghĩ là sau đêm diễn. Có đi ăn không? Em nghĩ là không đi ăn đâu, chỉ là gặp nhau sau mẹ đêm tràn diễn. Lên sân khấu hay là sau cánh gà? Tràn lên thì chắc không có tràn lên được rồi đó, chắc nghĩ là trong cánh gà. Chúng ta sẽ cùng xem cái không gian diễn ra, cái phút giây chạm mặt nhau nó sẽ xúc động như thế nào, mời quý vị.